Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì hôm nay bên Emin xin giới thiệu tới các bạn một thêm một video tiếp, là giới thiệu về hãng Check model 520-1-CE, xuất xứ từ Mỹ. Máy này giữ công dụng dùng để đo tích điện. Sau đây mình xin mở một chiếc hộp, đồng hộp từ hãng về. Thì hãng được đóng gói vào trong cái bìa cắt tông, thùng cắt tông. Thì mình xin mở hộp của máy ra. Thì máy thì bao gồm là hướng dẫn sử dụng, bao gồm là giấy chứng nhận hiệu chuẩn, bao gồm máy chính. Máy chính thì đầu dò được nắp bảo vệ và được đựng trong cái khay hộp xốp để quá trình vận chuyển thì sẽ không bị móp méo. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn về chức năng của máy và đo trên một cái sản phẩm mình lựa chọn, đó là cái vỏ của đĩa, vỏ đựng đĩa CD. Thì máy thì bao gồm là phím, bao gồm hai phím, một phím là bao gồm tắt mở nguồn, phím là giữ kết quả. Còn trên này là màn hình hiển thị, và trên phía trên của màn hình hiển thị nó là đầu dò. Đầu dò thì mình sẽ tiếp xúc đầu dò với sản phẩm, thì để là khoảng cách tối thiểu gần như tiếp xúc với vật thì nó sẽ đo ra kết quả chính xác. Thì sau đây mình xin mở máy và đo thử về trên hai vật liệu này, thì mình sẽ biết được kết quả trên trên cái đĩa này là bao nhiêu điện áp tích điện là bao nhiêu. Thực ra thực tế thì ở trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hoặc là trong các nhà máy sản xuất về điện tử thì người ta dùng máy này để mục đích là để kiểm tra tích điện của các sản phẩm, để xem là cái trong quá trình vận chuyển hoặc là trong quá trình sản xuất cái tĩnh điện đấy nó có ảnh hưởng đến đến các linh kiện điện tử không. Nếu mà điện áp tĩnh điện quá cao thì nó sẽ gây ra là đến cho các sản phẩm sẽ bị hư hỏng. Thì sau đây mình xin mở máy và đo thử trên hai vật liệu này để đánh giá về cái mức độ tĩnh điện. Đây, mình bật máy lên này. Đấy, máy bật lên thì nó sẽ cũng sẽ dao động trong vòng chỉ mấy vôn thôi. Đấy, mình sẽ đặt hướng đầu dò này, hướng đầu dò sát với vật cần đo này. Đấy. Đây cho mình cầm lên cho vậy nó dễ nhìn. Vì tĩnh điện là nó thay đổi do môi trường của mình ấy, do ảnh hưởng của môi trường nên nó không được giá trị nào nó ổn định, mà nó chỉ khoảng mình cảm giác nó là thấy nó thì nó bớt dao động rồi đấy, thì khoảng là sáu mấy điện áp tĩnh điện, sáu mấy vôn. Đây còn trên một cái tấm đĩa CD này thì mình sẽ đo nó là bao nhiêu này. CD này thì nó là trước là chỉ có mười mấy vôn. Đây nó lên khoảng 200 mấy này. Có cái sự cọ sát giữa cái đĩa CD với cái vỏ này. Điện nó có lên không nhé. Đấy, được đây, tính điện là nó đã hiển thị lên. Đấy, trên này nó là bề mặt nó là 500 mấy vôn này. Âm 500 mấy vôn thì nát nó vẻ vượt quá rồi. Cái bên sẽ là xong điện áp dương. Đây dương âm, khi mà mình cọ sát hai vật này thì mình sẽ đo nó sẽ giảm xuống. Đấy. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn các bạn các video tiếp theo.